trồng mấy cây gọi là trồng chơi. Nhưng mà cái hàng bé này nó có đánh không? Hàng bé nó có đánh không? Cái này sau này lên nó đẹp hơn cam. Chứ nó không như cam. Cái hàng này nếu như mà anh đánh cho nó thì anh để anh này đánh. Ừ. Đấy. Nghe bảo đấy. Cầm cái này như thế này. Bé như này thì bây giờ nó rơi vào giá 150. Không, nó mua. Nó cầu tài. Đấy thì là nó cực. Mấy cây đang thì đấy em chỉ có mấy cây.